Rồi, xin chào anh em. Cái tựa game Nhân giả vô song 3D nó vừa mới ra mắt vào 10 giờ sáng ngày hôm nay anh em nhé. Ngày bao nhiêu ta? Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm 2020, chính thức ra mắt. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn anh em cách mà tải cái tựa game này, cũng như là đăng ký cái tựa game này và tải ở trên ba cái hệ điều hành luôn, PC, Android và iOS em nhé. Cái bản chính thức này thì nó mới có cho hai cái hệ điều hành tiếp theo, đó chính là Android và iOS. Cái bản PC thì mình đã có một cái clip hướng dẫn anh em cách tải rồi, nhưng mà cái bản đấy là cái bản cũ. Và cái bản mới này thì nó có cái cách tải nó khác hoàn toàn so với bản cũ em nha. Rồi, đầu tiên là anh em mở trình duyệt web ở trên PC với cái Chrome này. Sau đó thì anh em vào cái website, đó chính là nhẫn giả vô song.vn, viết liền công dấu nhá. Và đây là cái giao diện của nó này. Em click vào cái phần tải game cho mình. Ở đây thì nó sẽ dẫn anh em đến cái phần tải game. Tải game cấu hình tối thiểu là Win 7 64 bit trở lên, RAM 4, ổ đĩa cứng 3,5 GB. Em click vào cái phần download cho mình. Ok. Với cái dung lượng nó khoảng 907 KB, rất là nhẹ. Sau đó thì anh em chỉ cần open mở nó lên thôi. Nếu mà bị lỗi như cái hình ảnh vừa nãy thì anh em chỉ cần vào cái file EAE đó, chuột phải cho mình, chọn cho mình đó chính là Run Admin. Rồi ok, sau đó thì nó sẽ tự động download cái file đó lên. Rồi, download thành công em ạ. Vừa nãy thì mình cũng đã chờ cho nó tải data rồi, bên bây giờ rất là nhanh. Sau khi mà chờ nó tải data thành công thì anh em click chọn cái ổ mà anh em muốn cài đặt tựa game này. Ở đây thì mình sẽ chọn cái ổ ổ C mình đầy rồi, mình chọn ổ F đi. Rồi, ổ F thì anh em nhớ phải điền cái tên của cái folder mà anh em muốn 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 new nhá. Đó, anh em tạo một cái folder mới, sau đó ấn OK cho mình. Sau đó thì anh em ấn cái từ là cài đặt nhá. Nó tải 3 GB mấy anh em ạ. Ok, anh em ngồi chờ nó một xíu nó tải. Cái này thì còn tùy vào mạng của anh em. Rồi, vậy là đã tải thành công cái tựa game này, anh em chỉ cần ấn cái từ xong và tích vào cái ô vào game thôi là chúng ta có thể là bắt đầu trải nghiệm với con game này. Cái phiên bản chính thức này có vẻ là nó tối ưu tốt hơn. Chờ nó xây dựng cái khung hình một xíu. Cái này không cần mạng em nhé. Nó tải thêm 142 MB data nữa cả. Nóng gớm nhỉ. Tải gì tải nhiều vậy. Rồi, data đã tải thành công. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhập cái tài khoản mà anh em đã đăng ký vào. Để mà đăng ký được cái tài khoản thì anh em vào nguyên cái website, đó chính là nhẫn giả vô song. Đó, nhẫn giả vô song 3D em nhá. Rồi, ok, sau đó thì anh em ấn cái từ đăng nhập cho mình. Ở đây thì nó sẽ có cái phần bạn không thể bạn có thể đăng ký thì ấn vào cái từ đăng ký nhá. Ở đây thì anh em chỉ cần nhập cái tên đăng nhập của anh em vào mật khẩu, sau đó thì nhập lại mật khẩu và cái mã ký tự và ấn cái từ đăng ký để mà chúng ta có thể là có được cái tài khoản của tựa game này, rất đơn giản. Tài khoản này là tài khoản của Gosu em nhé. Nhẫn giả vô song được Gosu phát hành tại thị trường Việt Nam. Sau khi mà đăng ký thành công thì chúng ta vào đăng nhập cái tựa game này thôi. Rồi, đây là cái giao diện mà tựa game này có em nhá. Chúng ta đã mở thêm được hai class mới. Class thì class của Thủy Phong này. Rồi, đây là của Naruto thì phải. Chúng ta chỉ cần nhập cái in game của anh em vào. Ok, tựa game này thì bắt đầu chúng ta vào trải nghiệm thôi. Ở đây không biết có cái phần mà giúp chúng ta cài đặt cái đồ họa không nữa. Chờ nó qua cái màn này thì chúng ta có thể là vào phần setting để mà cài đặt đồ họa. Mong là sẽ có phần cài đặt đồ họa để mà cho anh em những cái máy khỏe thì em có thể là trải nghiệm được cái đồ họa xịn sò nhất. Còn đối với cái hệ điều hành Android và iOS thì anh em chỉ cần click dưới mô tả của video. Mình để hai cái link cho hai cái hệ điều hành đó, click tùy vào máy của anh em thì anh em hãy lựa chọn cái phần tải cho nó phù hợp. Trên Google Play thì chỉ cần tải rất là nhanh, còn App Store thì chúng ta tải bằng iTunes của Việt Nam. Rồi, chúng ta sẽ vào phần cài đặt để mà xem là có cái cài đặt đồ họa hay không. Ở đây thì cũng không có cái đồ họa cho lắm. Rồi, bây giờ thì ta trải nghiệm game thôi.